Bảo tàng Quốc gia Iraq thu hút người tham quan bởi các cổ vật từng mất tích. Phát triển thiết bị giám sát chất lượng không khí chi phí thấp. Triển lãm đồ dùng của nữ hoàng và vương miện qua nhiều thời kỳ. Siêu thuyền được mệnh danh là dinh thự nổi xa hoa của quốc vương Qatar. Cầu kính dài nhất thế giới khánh thành tại Việt Nam nhận kỷ lục Guinness. Bộ sưu tập thiết bị cổ điển hiếm có của Apple ở Dubai. Hello hello, xin chào các anh em đang ngắm hết trước màn hình của Bất Ngờ Trưa trên kênh Thế Giới Đây. Anh em thân mến, tại đây anh em sẽ được biết tới những câu chuyện vô cùng thú vị, độc đáo, những câu chuyện mà anh em tưởng rằng không có thật nhưng lại diễn ra ở đâu đó trên toàn thế giới. Do vậy, hãy subscribe kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những tin tức, những câu chuyện vô cùng thú vị này nha. Còn bây giờ, hãy cùng tới với nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Bảo tàng Quốc gia Iraq thu hút người tham quan bởi các cổ vật từng mất tích. Bảo tàng Quốc gia Iraq ở Baghdad đã thu hút du khách, người dân địa phương và cả người nước ngoài đến tham quan các hiện vật cổ, di sản mà Iraq đã từng mất và đang được tiến hành khôi phục. Bảo tàng đã đóng cửa trong 3 năm do đại dịch Covid-19 và bất ổn chính trị, sau đó được mở cửa trở lại vào tháng 3 năm nay. Du khách người Iraq Walid Khalid cho biết: "Chúng tôi cảm ơn tất cả những người phụ trách bảo tàng này đã quan tâm và chăm sóc cho các hiện vật. Đó không chỉ là niềm tự hào cho đất nước chúng tôi mà còn là niềm tự hào cho thế giới. Chúng tôi có thể thấy nguồn gốc của loài người, cách con người bắt đầu suy nghĩ và bắt đầu xây dựng các nền văn minh và phát triển văn hóa. Tôi rất vui khi được đến thăm bảo tàng, đặc biệt là sau một thời gian dài giãn cách." Bảo tàng có tuổi đời tương đương với Iraq hiện đại. Nó được thành lập vào năm 1923 bởi vua Faisal đệ nhất, dòng dõi của một gia đình nổi tiếng đến từ Ả Rập Saudi ngày nay, và được các nhà cai trị thuộc địa Anh lựa chọn để hợp nhất ba tỉnh Ottoman khác nhau thành một quốc gia mới. Bảo tàng đã bị đóng cửa trong cuộc xâm lược Iraq năm 2003 do Mỹ dẫn đầu. Sau đó, hàng chục nghìn cổ vật đã bị cướp bóc và buôn lậu ra khỏi đất nước và mở cửa trở lại vào năm 2015, mặc dù hàng nghìn mảnh bị thiếu và tiếp tục đóng cửa vào năm 2019. Trong suốt những năm qua, hàng nghìn cổ vật đã được trả lại cho Iraq, bao gồm cả từ Hoa Kỳ và Lebanon, và rất nhiều mảnh, hàng nghìn mảnh, đang trong giai đoạn cuối cùng đã được đưa về nước. Theo Abdel Jabbar, trong số những phần quan trọng nhất gần đây đã được phục hồi và trả lại cho Bảo tàng Quốc gia Iraq là The Gilgamesh Scream Tablets. Viên nước sét 3.500 tuổi mang một phần của sử thi Gilgamesh, câu chuyện cổ của người Sumer, được cho là một trong những tác phẩm văn học đầu tiên của thế giới. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thu giữ Gilgamesh vào năm 2019 sau khi nó bị buôn lậu, đấu giá và bán cho một đại lý nghệ thuật ở Oklahoma và được trưng bày tại một bảo tàng Washington DC. Sau khi được tìm thấy, nó đã được trả lại cho Baghdad vào tháng 12 năm 2021. Các nhà chức trách đã nỗ lực truy tìm, truy xuất và bảo tồn hàng nghìn di vật khảo cổ vẫn đang bị mất tích. Phát triển thiết bị giám sát chất lượng không khí chi phí thấp. Một nhóm các nhà nghiên cứu đại học ở Uganda đã phát triển một giải pháp công nghệ cảm biến giám sát chất lượng không khí chi phí thấp, được thiết kế để hoạt động trong môi trường có các điều kiện như nhiệt độ khắc nghiệt, bụi và nguồn điện không đáng tin cậy duy nhất ở châu Phi. Kỹ sư Bano Mugisa nói: "Chúng tôi sử dụng máy in 3D để sản xuất các đơn vị nhà ở và tất nhiên PCB, Block Control Buy, cái mà chúng tôi gọi là phần mềm cơ sở được thiết kế để thu thập dữ liệu từ các cảm biến gắn vào các thành phần. Sau đó dữ liệu này được định lượng và tinh chỉnh ở cấp độ phần cứng. Sau đó được truyền qua mạng điện thoại di động tới hệ thống dựa trên đám mây của chúng tôi. Dự án có tên gọi là EQ dựa trên một mạng lưới thiết bị cảm biến có giá thành 150 USD một thiết bị, được thiết kế để hoạt động trên cả điện lưới và điện mặt trời. Mạng lưới này thu thập dữ liệu về chất lượng không khí xung quanh thành phố Kampala, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và máy học. Dữ liệu sau khi thu thập được, xử lý và tải lên một dịch vụ điện toán đám mây để người dân và các cơ quan công cộng có thể khai thác và sử dụng thông qua một ứng dụng điện thoại thông minh để phân tích dữ liệu, tăng cường độ chính xác của các kết quả đọc trên màn hình, đưa ra dự báo và khắc phục lỗi. Các thiết bị giám sát được lắp đặt tại các địa điểm như trường học, khu dân cư, đường phố, tòa nhà cũng như xe ôm. Các thiết bị còn được thiết kế với độ bền cao, có thể hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt như nắng nóng và bụi bẩn, chạy được bằng cả điện và năng lượng mặt trời nên không lo ngại bị gián đoạn hoạt động khi mất điện, điển hình của vùng cận Sahara ở châu Phi. Hiện tại, EQ đã triển khai mạng lưới 65 màn hình, hầu hết ở Kampala. Thành phố trước đây sử dụng các thiết bị giám sát chất lượng không khí chủ yếu nhập khẩu từ Mỹ với giá khoảng 30.000 USD một chiếc, và các quan chức thành phố cho biết do thiết bị này không được sản xuất trong môi trường địa phương nên nó thường xuyên bị hỏng và cần sửa chữa rất tốn kém. Triển lãm đồ dùng của nữ hoàng và vương miện qua nhiều thời kỳ. Những bức chân dung hoàng gia và những chiếc vương miện rực rỡ được trưng bày tại Sotheby's London vào cuối tuần này như một phần của các cuộc triển lãm được tổ chức để đánh dấu năm thánh bạch kim của nữ hoàng Elizabeth. Tại nhà đấu giá Sotheby's, các tác phẩm nghệ thuật bao gồm chân dung Armada của Elizabeth đệ nhất, kỷ niệm cuộc xâm lược thất bại của Armada Tây Ban Nha vào nước Anh năm 1588, và bức tranh vẽ Elizabeth đệ nhị năm 1985 của Andy Warhol sẽ được trưng bày cùng với các bức tranh miêu tả các nữ quân vương khác như Mary Queen of Scots và nữ hoàng Victoria.
Phó Chủ tịch của Sotheby Anh và Ireland Francis Christie nói, chúng tôi đã quản lý để thu thập các bức chân dung từ các bộ sưu tập tư nhân và bộ sưu tập công khai của 7 hoàng hậu Redmond. Tôi nghĩ điều đáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tất cả các nữ hoàng cùng nhau trong một căn phòng. Bạn không chỉ thấy một bài học lịch sử nghệ thuật ngắn gọn từ nữ hoàng Elizabeth đệ nhất đến nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và phong cách nghệ thuật đã thay đổi rõ ràng như thế nào, nhưng bạn cũng thấy con đường trong hình ảnh của một quốc vương đã thay đổi như thế nào. Vì vậy, rõ ràng nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, cô ấy thật sự ở trong tư thế vương giả nhất mà bạn có thể thấy. Nhưng sau đó, chúng ta có một bức chân dung nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, nhắm mắt của Chris Levin. Cô ấy không có bất kỳ điều gì ở phía sau lưng, nó thật sự là một bảng màu khá trầm. Và sự khác biệt giữa hai bức chân dung này thật sự rất thú vị khi tham gia vào 7 bức chân dung còn lại. Du khách cũng có thể xem các cuốn sách và bản thảo như Trác Khai Tử của bá tước Northumberland thứ 7, được ký bởi Elizabeth đệ nhất và được niêm phong bằng con dấu riêng của bà, cũng như cuốn sách Kinh Thánh Đăng Quang được đóng cho Elizabeth đệ nhị, là một trong 25 bản sao của Kinh Thánh được sử dụng tại buổi lễ ngày 2 tháng 6 năm 1953 để đánh dấu sự lên ngôi của bà. Gần đó, trong một căn phòng khác, hơn 40 chiếc vương miện được trưng bày trong một cuộc triển lãm riêng biệt, bao gồm cả chiếc Spencer Tiara được cố công nương Diana mặc trong ngày cưới của bà. Những chiếc khác bao gồm vương miện kim cương những năm 1830 được thiết kế như một vòng hoa bằng những chiếc lá đính kim cương nhằm đáp ứng các thiết kế của La Mã cổ đại, cũng như một chiếc vương miện bằng kim cương và cabochon màu ngọc lam thế kỷ 20 của Van Cleef & Arpels. Siêu du thuyền được mệnh danh là dinh thự nổi xa hoa của quốc vương Qatar. Al Lusail, siêu du thuyền của quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani là hình ảnh thu nhỏ của sự sáng tạo và sự trang trọng trên biển cả. Trang Yas Bible dẫn thông tin Al Lusail được trang bị động cơ MTU, đôi cho phép động cơ tốc độ tối đa là 37 km/h, bất chấp trọng lượng 8.489 tấn. Chiếc siêu du thuyền trị giá 500 triệu USD được đặt tên là Al Lusail, chính là thành phố được quy hoạch ở Qatar. Trước đây nó có tên là Jupiter. Con tàu dài 123 mét, hơn cả sân bóng đá và không gian thoải mái chia làm 6 bon cho 36 hành khách và 56 thủy thủ đoàn. Al Lusail được làm bởi nhà máy đóng tàu Lussen của Đức và là một trong những con tàu lớn nhất thế giới. Thân tàu được làm bằng thép, trong khi cấu trúc thượng tầng bằng nhôm và sàn lát gỗ tích. Ngoại thất của du thuyền là sản phẩm của công ty thiết kế X2 Yacht Design có trụ sở tại London. Về mặt nội thất, nó được tùy chỉnh bởi chính phủ và do công ty Mass & White thực hiện. Con tàu đẳng cấp thế giới cũng có phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, thẩm mỹ viện. Với khối lượng nội thất và tiện nghi được trang bị, Al Lusail trở thành chiếc du thuyền hoàn hảo để giải trí và giao lưu. Ngoài ra, tàu còn được trang bị khu vực barbecue ấn tượng, câu lạc bộ bãi biển sang trọng với nhà để xe riêng chứa hai chiếc limousine phù hợp cho hoàng gia và khách của họ. Tàu cũng có sân đáp trực thăng để tiếp khách VIP và vị chủ nhân nổi tiếng. Trên bảng xếp hạng những du thuyền lớn nhất thế giới, siêu du thuyền Al Lusail đứng ở vị trí 35. Đây là chiếc du thuyền thứ 16 do Lussen chế tạo và được giới thiệu trên 17 bài báo về du thuyền. Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani là người nổi tiếng đam mê thể thao, đồng thời có tình bạn với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoài du thuyền, vị quốc vương còn sở hữu cung điện bay Boeing 747 Jumbo trị giá 200 triệu USD với nội thất xa hoa không kém. Cầu kính dài nhất thế giới khánh thành tại Việt Nam nhận kỷ lục Guinness. Một khu nghỉ dưỡng trên núi ở Việt Nam đã khai trương một cây cầu có đáy là bằng kính trên một hẻm núi cao 150m để thu hút khách du lịch thích cảm giác mạnh. Đây là cây cầu thứ 3 ở quốc gia Đông Nam Á. Hiệp hội Kỷ lục Thế giới OWR công bố cầu treo Bạch Long nằm ở tỉnh Sơn La, phía tây bắc thủ đô Hà Nội và là cây cầu đáy kính dài nhất thế giới với tổng chiều dài 632m. Kính gia cố được sử dụng cho cây cầu có 3 lớp, mỗi lớp dày 40mm và có thể chứa tới 450 người cùng một lúc. Cây cầu dài 290m nằm ở giữa hai đỉnh núi ở hai bên một hẻm núi, cũng là một con đường dài 342m trên sườn vách đá. Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, một cơ quan chứng nhận kỷ lục khác với Hiệp hội Kỷ lục Thế giới OWR đã chứng nhận cấu trúc này là cây cầu có đáy bằng kính dài nhất thế giới. Ông Glenn Boland, đại diện Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, người tham dự lễ khai mạc cho biết, kỹ thuật cần thiết để xây dựng cây cầu vào một bên vách đá, nhưng vẫn duy trì tất cả các đặc điểm của tự nhiên, cây xanh, đá đã tạo nên một dự án thực sự tuyệt vời. Bộ sưu tập thiết bị cổ điển hiếm có của Apple ở Dubai. Người đam mê Apple Jimmy Kramer đã dành nhiều năm thu thập và khôi phục các máy tính và phụ kiện cũ của Apple để tạo ra thứ mà anh ấy gọi là một trong những bộ sưu tập riêng toàn diện nhất về máy tính và phụ kiện Apple cổ điển trên thế giới. Nằm gọn trong khu vực trước đây là một phòng máy chủ nhỏ tại một công ty ở Dubai. Một bộ sưu tập bao gồm gần 200 máy tính Apple cũng như nhiều phụ kiện được sản xuất trong 3 thập kỷ đầu tiên của công ty. Trong số bộ sưu tập của anh ấy có 2 chiếc máy tính Apple 1 cổ điển mà anh ấy đã mua lại trong 3 năm qua từ một giám đốc điều hành của một công ty dịch vụ dầu mỏ. Người đàn ông 44 tuổi, gốc Ấn Độ và sống ở Dubai sẽ đưa một trong số chúng ra đấu giá trên eBay. Ông dự định sử dụng số tiền thu được để tổ chức các cuộc triển lãm pop-up ở UAE và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh nhằm tạo thêm cơ hội cho công chúng xem bộ sưu tập.
Grewal đã có cơ hội gặp gỡ người đồng sáng lập và thiết kế Apple 1 của Apple, Steve Wozniak, tại Dubai vào năm ngoái. Anh cho biết việc có hai chiếc máy tính Apple 1 cổ điển dưới sự chăm sóc của anh là một niềm vinh dự. Vâng, khá là bất ngờ phải không nào anh em, khi mà Pháp cũng là một cái đất nước có cái số lượng yêu thích manga chỉ đứng sau Nhật Bản mà thôi. Xem ra là có khá những thanh niên da trắng cũng là Weibo đây anh em ạ. Và đó là những thông tin thú vị, hấp dẫn mà chúng tôi cập nhật cho anh em trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại anh em trong những chương trình tiếp theo của Bất Ngờ Trưa trên kênh Thế Giới Ở Đây.